Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành Đình ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bất cứ cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Và hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5, lại tiếp tục lên ông máy 13 con máy để phục vụ các bác. Vâng, mà em báo trên từng cái máy, từng mặt hàng nó đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Phụ kiện kèm theo thì gồm có dao vuông, ba phát cước, dây đeo, tip mở buji và mở đầu dao lục giác. Hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Và nổ máy như hôm nay cũng như mọi khi rất nhiều hàng hệ nha, đến từ những thương hiệu như Estin, Sinagua, Robin, Makita, rồi Mitsubishi, rồi một con Sinagua S45 Honda. Đó, gần như là tập trung tất cả những cái hàng hệ dòng, tất cả những cái dòng máy Nhật bãi nha các bác. Và em xin nhắc lại, đây là một cái dòng máy Nhật đã sử dụng. Đó, tại vì lâu lâu cũng có một bác định ơi máy mới hay máy cũ vậy, ở Trung Quốc hay Nhật vậy. Ở ngay ở tiêu đề em đã ghi rồi nha, lô máy phát cỏ Nhật bãi. Vâng, bãi là những cái dòng máy Nhật thải ra, Việt Nam sử dụng lại nha các bác. Vâng, em sẽ điểm sơ từ con một trước để các bác lựa chọn ạ. Vâng, Honda 4 thì hôm nay có cặp Honda GX25 đẹp xuất sắc tung liền nha các bác. Vâng, một con khủng long bạo chúa đến từ thương hiệu Sinagua S45. Đây là một trong những cái dòng gần như là to nhất của những dòng máy bãi nha. Châu bò, cực kỳ châu bò luôn ạ. Vâng, ngoài bên cạnh đó các bác có thể xài những công suất cỡ trung bình, cỡ khá như Mitsubishi TB26, TBE27 do tập đoàn Ryobi phân phối. Một con Maruti Yamaha đẹp xuất sắc 26cc. Cặp Echo Curit 23cc, không có một điểm chê nha các bác. Và một con đến từ thương hiệu Mitsubishi đời TU26. Vừa phải túi tiền, xài cực kỳ ok. Các bác có thể chọn K4 ngày hôm nay, Robin NB232, Makita 261, Sinagua 23cc. Và một con đến từ thương hiệu Estin 22cc nha các bác. Và phân khúc CC hôm nay thì cỡ toàn cỡ trung bình thôi ạ, nhỏ quá không có, mà giá thì cũng đa dạng giá nha. Tuy thật mục đích công việc thì thật túi tiền, các bác có thể lựa chọn cho mình những con đăng ý nhất. Giá hôm nay dao động từ 1.100.000 đồng cho tới 3.600.000 đồng. Và tất cả từng con máy này nó bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác nha. Đó, ví dụ con này là 1.200.000 đồng. Đó, khi các bác chốt con này về tới nhà kiểm tra máy, giả ok ngon này, giao tiền cho nhân viên giao hàng 1.200.000 là đủ nha. Không phải mất thêm một vấn đề phí ship gì nữa. Còn khi các bác muốn yêu cầu mua thêm dao hay là đổi dao hay là mua thêm cái gì hay là đổi tay ga hay cái gì đó ạ, khi các bác chốt đơn các bác có thể yêu cầu qua tin nhắn nha các bác. Và nhóm mọi khi sẽ hướng dẫn sử dụng trước khi review từng con một. Sáng ra hoặc lâu ngày không sử dụng nhấn nút bơm xăng. Tùy theo cái dòng từng cái dòng đen, những cái dòng đen bên tay phải bắt đầu khởi động nhấc lên, nổ rồi thả xuống. Một số dòng đen bên trái, ví dụ nó bên tay trái ở đây này. Đó, lại làm ngược lại nha, thả xuống, nổ rồi nhấc lên. Lúc đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc lâu ngày không sử dụng thì mình làm đúng thao tác như vậy. Còn khi mà nó nổ như bây giờ các bác không cần phải bơm xăng, không cần phải đóng đen nữa, nhẹ là nó nổ thôi ạ. Chữ K, khi các bác thích K1 giá 1.200.000 đồng đến từ thương hiệu Estin, các bác kết bạn qua hai số điện thoại qua Zalo hoặc nhắn tin qua hai số điện thoại cho một tin nhắn chốt K1. Nếu mà các bác có Zalo ấy thì trước khi gửi cho các bác em sẽ gửi hình ảnh cho các bác xem một lần nữa, rồi đúng con đó thì các bác ghi địa chỉ số điện thoại người nhận. Còn khi bác nào không sử dụng Zalo thì các bác có thể chốt cho một tin nhắn chốt K1 rồi ghi địa chỉ số điện thoại người nhận, thế là xong nha các bác. Và giới thiệu cho các bác con K1, một con đến từ thương hiệu Estin, tình trạng riêng nguyên bản 100% cho các bác, 22cc lòng 31 ly. Vâng, với bác nào thích một con máy nhỏ gọn, nhẹ nhàng, tua nhanh và hàng hệ nha. Những dòng hôm nay toàn những cái dòng phát châu bò được nha, phát cầy gã được hết cho các bác đây ạ. Hôm nay toàn đa phần là dòng phát chuyên nghiệp hết. Vâng, cực kỳ nhẹ nhàng nha, tua nhanh, về gặt lúa cắt gốc rạ đều ok hết, tay gà giữ đầu bò chắn cỏ rin nguyên bản, rin toàn tập. Và với thương hiệu này sẽ bán giá 1.200.000 đồng cho thương hiệu Estin FF22 22cc lòng 31 nha, 22cc lòng 31 ly, rin nguyên bản.
Vâng, K2. Các bác nhìn hơn một chút tiền nữa, các bác có thể chọn K2. Giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Sinewa. Đẹp xuất sắc nha các bác. Vâng, với phiên bản này thì đây cửa hàng đã lên chế ga ngang hai kim chỉnh cho các bác nhá. Chế zin 3, một dòng chế tốt nhất hiện nay cho các bác. Tum liền tum nhôm, tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ rim. Và với thương hiệu này sẽ bán giá 1.250.000 đồng cho thương hiệu Sinewa F23 23cc lòng 32 ly. Với những phiên bản này mà đã được lên chế ga ngang hai kim chỉnh này, để mà so sánh với lại một con Mitsubishi TL23, nó không thua kém gì đâu cho các bác. Nhưng mà ngược lại, giá tiền nó rất rất hợp lý cho bác nào thích một con máy vừa túi tiền, xài cực kỳ ok, phát chuyên nghiệp được nha, ở cái công suất cỡ trung bình. Vâng, K2 1.250.000 đồng ạ. Sang tới K3, các bác thích nhìn công suất nhỉnh hơn một chút nữa so với K1, K2, túi tiền cũng phải chăng, các bác chọn những cái thương hiệu như Makita này nhé các bác. Vâng, giới thiệu cho các bác một con đến thương hiệu Makita MM261 26cc lòng 34 ly, với phiên bản chế ga ngang, led đỏ tự động tum liền nha. Với những dòng led đỏ này, khi các bác sáng ra hoặc lâu ngày sử dụng, các bác bơm xăng này, các bác đóng đèn lên, khi mà nó nổ rồi ạ, ga đèn tự khắc cái đèn là nó bật lại nha, đó tự khắc nó bật lại. Đó là led đỏ tự động, sử dụng bộ tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ lên cho các bác. Giá chỉ 1.450.000 đồng K3 ngày hôm nay, Makita phân khúc 26cc lòng 34 ly ạ. K3 1.450.000 đồng, giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác. Vâng, tiếp tới là con số K4. Với bác nào thích một con công suất cỡ trung bình, phân khúc của nó là 23cc lòng 32 ly, giá chỉ 1.100.000 đồng. Vâng, với bác nào thích một con giá tầm tiền đó nhá, phân khúc trụ cỡ trung bình, đây là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác nhá. Em khẳng định luôn, nếu mà cái giá 1.100.000 đồng con phân khúc này, đó không có con nào hơn lại cái này đâu ạ. Vâng, Robin NB232, nó sẽ là 23cc lòng 32 ly, tình trạng rin nguyên bản, sử dụng chế ga ngang, chế Guamaro, tum liền tum nhôm, tay ga giữ, đầu bò rin cho các bác. Vâng, chỉ 1.100.000 đồng K4 ngày hôm nay nha, Robin 23cc lòng 33 ly ạ. K4 1.100.000 đồng. Vâng, tiếp tới con số K5 ngày hôm nay, giới thiệu cho các bác một con hàng hệ đến từ thương hiệu Mitsubishi. Vâng, Mitsubishi TU26 thì nó sẽ là 26cc lòng 33 ly, tình trạng rin nguyên bản 100% cho các bác. Vâng, với phiên bản này là phiên bản xuất khẩu, lên ốc máy có dập chữ Mitsubishi, dập nổi và logo thương hiệu của nó nha. Vâng, với những dòng này, đấy, các bác miền Tây rất hay sử dụng những cái thương hiệu này nha. Đặc biệt hơn, phiên bản này có trợ lực bằng lò xo, chế ga ngang, chế Guamaro, chế một kim, tum rời, tum nhôm, những cái dòng tum thông dụng. Các bác có thể gắn máy xịt thuốc những dòng tum này. Tay ga giữ, công tắc lên trên tay, đầu bò chắn cỏ rin cho các bác. Rin nguyên bản, rin toàn tập. Giá chỉ 2 triệu nha các bác, 2 triệu K5 ngày hôm nay. Mitsubishi TU26, 26cc lòng 33 ly ạ. Tiếng máy của những em này
cực kỳ êm luôn. Rất chuẩn, giá 2 triệu K5 nha các bác. Bước sang tới K6 và K7 giới thiệu cho các bác cặp Echo Kyrit nó ở cái phân khúc 23cc lòng 32 ly nha. Đây là những phiên bản đời cao của dòng Echo Kyrit. Vâng, đều có trợ lực bằng lò xo hết nha, trợ lực bằng lò xo. Với con K6 này thì nó đang sử dụng chế ga ngang, chế bơm xăng tự động, chế dòng Echo Kyrit sản xuất tum liền tum nhôm. Vâng, nó có tên riêng là Echo Kyrit 2355 23cc lòng 32 ly. Đặc biệt hơn, hai con này sử dụng bộ tay cắp hệ xịn sò cho các bác này. Mà giá chỉ 1.500.000 đồng nha. Hai con này hôm nay em xả cho các bác đấy ạ. Trên thị trường em khẳng định với các bác không tìm được một con hàng hệ phân khúc 23cc tay bóp hệ đến từ thương hiệu Echo Kyrit giá này đâu ạ. Đâu ạ, chắn vỏ rin hết cho các bác, rin nguyên bản, rin toàn tập. Vâng, K6 1.500.000 đồng ạ. Vâng, K6 1.500.000 đồng. K7 cũng vậy nha các bác, đến từ thương hiệu Echo Kyrit. Vâng, có nó tên là FRE232, vẫn là 23cc lòng 32 ly. Cũng trợ lực bằng lò xo, cũng chế ga ngang, chế bơm xăng tự động, chế dòng Echo Kyrit sản xuất tum liền tum nhôm, tay có bóp hệ, đầu chắn cỏ rin. Cũng 1.500.000 đồng. K7 Echo Kyrit phân khúc 23cc lòng 32 ly. Đẹp xuất sắc nha các bác. Với các bác, với hai con Echo Kyrit này, em có tăng lên 50.000 một con nữa, vẫn nhiều người chốt. Nhưng mà ông thợ nhà em hôm nay ông ghi, ông thợ cứng nhất thì em ông ghi giá này 1.500.000 đồng. Nỡ rồi chơi luôn với các bác, chơi khô máu với các bác luôn. Chỉ 1.500.000 đồng. Một con hàng hệ đời cao đến từ thương hiệu Echo Kyrit, phân khúc 23cc lòng 32 ly nha các bác. Bước sang tới K8 nhìn hơn K6, K7 một chút. Giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Maruyama, đẹp xuất sắc, phân khúc 26cc lòng 34 ly, rin nguyên bản 100%, sử dụng chế ga ngang, chế Wamaro, chế một kim tum liền, tay ga bóp hệ xịn sò cho các bác, double rin cho các bác, rin nguyên bản, rin toàn tập, giá chỉ 1.700.000 đồng. K8 một con đến từ thương hiệu Maruyama, đẹp xuất sắc, 26cc lòng 34 ly ạ. Ok luôn nha các bác. K8 giá 1.700.000 đồng. Vâng, các bác thích những một trong những con đời cao, cao nhất của dòng Mitsubishi, giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TBE 27cc lòng 33 ly, do tập đoàn Ryobi phân phối nha. Đây là một con Mitsubishi đang sử dụng bộ chủ giật có trợ lực bằng lò xo, chế ga ngang, chế hai họng xăng nha. Nó thiết kế khác với lại những dòng TL hoặc TD một chút, tum liền tum nhôm. Và đặc biệt hơn nữa, bên đó vừa thể hiện sử dụng bộ tay góp hộp mới cho các bác nha. Đó, khi các bác những cái con mà tay ga giữ này, các bác thích những cái tay bóp hộp như vậy, bên Lâm Quân Thành Định có những cái tay góp hộp bóp hộp như rin vậy nha, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Và với các bác nào thêm một những cái tay góp bóp như vậy ạ, thì thêm 100.000 nữa nha. Đầu bò rin cho các bác, giá chỉ 1.900.000 đồng. K9 ngày hôm nay Mitsubishi TBE 27cc lòng 33 ly do tập đoàn Ryobi phân phối ạ. K9 1.900.000 đồng. Vâng, sang tới K10 giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi, dòng hàng hệ phát chuyên nghiệp Mitsubishi TB nha, TB khác, TBE khác nha. Đó, TB là những cái đời phát chuyên nghiệp.
Và với những con này độ tua của nó là một trong những con độ tua nhanh nhất của dòng Mitsubishi nha. Phát chuyên nghiệp, sử dụng trợ bộ trục giật có trợ lực chế ga ngang, chế Wamaro hai kiên chỉnh, tum liền tum nhôm, tay ga giữ, double chắn cỏ rền cho các bác. Vâng, chỉ 1.900.000 đồng K10 ngày hôm nay, Mitsubishi TB 27 26 cc lòng 34 ly ạ. K11 giới thiệu cho các bác một con khủng long bạo chúa nha các bác. Khủng long bạo chúa là sao ạ? Đây là một trong những con máy Nhật bãi khỏe nhất rồi nha các bác. Và ở trên thị trường Nhật bãi nó có những con Mitsubishi TL52, nhưng mà gần như là không phải là máy cần đâu. Nó sử dụng vào trong máy sới, xong bắt đầu đổi thở chúng em lấy cần ráp vào thôi. Còn đây là một trong những con khỏe nhất rồi. Vâng, giới thiệu cho các bác một con dòng phát chuyên nghiệp, phát cầy cả, phát xích trên phát cước. Các bác muốn phát cái gì thì phát, đều được hết nha. Vâng, một con đến từ thương hiệu Sinagua. Sinagua S45 45cc lòng 40 ly nha. Vâng, thì nó xấu bẩn vậy thôi ạ. Nhưng mà giá thành của nó không rẻ đâu ạ. Đó, với những con này là một trong những con hàng hệ phát chuyên nghiệp cực kỳ ok. Ở khu vực Bình Thuận các bác cực kỳ thích những dòng này đây. Vâng, và với những cái thương hiệu này thì nó đang sử dụng bộ chế Wamaro, chế ga đứng, chế quả ga, tum liền tum nhôm. Ống cần của nó là ống cần 28 phi 28 cơ ạ. Ống cần cực to nha. Đó, các bác có thể thấy ạ, từ cần cái gì cũng to, cùm siêu to khổng lồ. Với bác nào yếu ạ, không thích phát những cái dòng máy to này xin đừng chọn nha. Tại vì với những con này thì nó cũng phải nặng tầm khoảng 7,5 kg đấy ạ, 7,5 kg đấy, chưa có tính xăng đâu. Đó, nên là yếu thì chọn những con vừa này đấy. Còn cái dòng này cho các bác phát chuyên nghiệp nha, nhiều đấy. Vâng, con này đang sử dụng bộ tay có mỏ vịt xịn sò, double rin cho các bác. Chỉ có cái bình xăng lớn là mới thôi nha, còn tất cả rin nguyên bản 100% cho các bác. Và với những thương hiệu này em sẽ bán giá 3.600.000 đồng nha. Vâng, 3.600.000 đồng cho con số K11. Và khẳng định các bác cũng không có nhiều đâu ạ. Đó, không có nhiều đâu, xấu bẩn, giá gọi là chém đắt đấy ạ. Vâng, với những bác nào thích nên chế Wamaro, chế ga ngang ấy ạ, thì các bác phải thêm 200.000 nữa chế rin nha. Còn các bác thích chế mới, em lấy thêm 100.000 nữa thay chế ga ngang luôn cho các bác. Đó, còn bây giờ hiện tại để rin nguyên bản cho các bác nha. Vâng, K11 giá 3.600.000 đồng ạ. Đóng nghe à. Những cái dòng chế này, những cái đời này các bác phải bơm xăng nha. Rồi, ấn xả nữa ạ. Đó, bơm xăng nè, là bằng ống xả đây này, vừa bơm vừa ấn hai tay nha, một tay bơm một tay ấn. Cái này tuy le nó ở bên tay trái nhưng mà vẫn bắt đầu khởi động nhấc lên nha, vẫn phải là nhấc lên. Đó, nổ rồi thả xuống. Đấy, còn các bác thích thay chế ga ngang cho các bác này. Đó, em phải mất, nếu mà để mà em mà phải làm thợ làm nó phải chi phí lấy bằng cả chế rin, nó hơn 300.000 nữa thôi. Nhưng các bác nào thích lên chế ga ngang nhưng thay vào những cái chế qua một rồi này, có những cái dòng chế tiết kiệm xăng dễ thay nào ấy ạ, thì các bác phải thêm 200.000 nhá. Nó là 3.8G đấy ạ. Còn để y chang như vậy, rin nguyên bản như vậy, giá của nó là 3.600.000 đồng. Vâng, từ K1 cho đến K11 đều là dòng 2 thì xăng phải pha nhớt. Và tỷ lệ pha nhớt cho em là 1/20, 1 lít nhớt là 20 lít xăng. Đó là những cái dòng nhớt thông thường, nhớt đắt tiền, nhớt cao cấp hơn thì các bác pha tỷ lệ cao hơn. Vâng, ngày nào cũng vậy, có những dòng 4 thì xăng riêng, nhớt riêng để phục vụ các bác. Và ngày nào cũng có hết những cái thương hiệu như Honda GX25 này nha các bác. Vâng, hôm nay hai con Honda GX25 không điểm chê nha các bác. Rin nguyên bản 100% cho các bác. Vâng, hôm nay là hai con tum liền hết. Tay có bóp hệ xin dò cho các bác. Đầu vào chắn cỏ đi, rin nguyên bản, rin toàn tập, đẹp xuất sắc. K12 giá 2.600.000 đồng. K13 cũng 2.600.000 đồng cho thương hiệu Honda GX25 25cc lòng 35 này ạ.
chắc đổ con K13 luôn cho các bác. Con số K12 và K13 đều đến từ hiệu Honda. Honda GX25 dòng 4 thì 215cc lòng 315 đi, đều có giá là 2.600.000 đồng. Vâng, với những cái Honda này này, nhớt em thay sẵn cho các bác thì nha. Khi các bác về nhà các bác chỉ sử dụng thôi, không phải thay nhớt đâu ạ. Xài một thời gian mới phải thay nhớt. Và khi các bác thay nhớt thì các bác cứ để cân máy như thế này. Đó, vừa bằng mép dưới này để cân máy, vừa bằng mép dưới nó không tràn ra ngoài là ok nhá. Với các bác nào phát chuyên nghiệp phát nhiều ấy ạ thì thường xuyên phải lom, tầm phát tầm 5-7 ngày ạ là phải xem nó có hao không thì châm thêm. Còn với những các bác nào làm công việc gia đình vừa phải, đó, năm các bác thay một lần cũng được, chả sao cả. Nó cũng như xe máy của mình thôi. Các bác đi ví dụ em ở Đắk Nông em đi Sài Gòn 300 cây. Đó là em đi một chuyến là em phải kiểm tra ngay lập tức. Còn để mà em đi cứ quanh ở khu vực này chưa đóng máy 10-15 phút em chưa đã nghỉ rồi, như kiểu xe máy ạ. Đó, em khẳng định với các bác 5 giờ em mới thay hộp nhất xe máy cơ. Đó, nó tùy theo mục đích công việc, tùy theo mình làm như thế nào đấy nhá, để mình xem thất và thăm nhớt. Còn phát chuyên nghiệp ngày 7-8 tiếng, 5 ngày 7 ngày phải xem một lần nhá, thiếu thì châm thêm. Thì đó là cách bảo quản như vậy thì nó sẽ bền máy hơn cho các bác ạ. Với em vừa báo giá cho bà con lô máy 13 con. Em sẽ nhắc lại giá em báo trên từng mặt hàng từng cái máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Bác nào chưa thích con nào là chưa chọn được hoặc là chốt chậm chốt hụt, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Thường em phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Và các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn và đặt hàng nha các bác. Vậy em sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ. Chào.